Chào mừng các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trên kênh YouTube của TBV Phim. Mình là Thục Anh. Mình là Nguyễn Sơn. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ bị xao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong tranh của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ, thì hãy gửi thư đến fanpage TBV Entertainment nhé. Sơn biết không, ai trong số chúng ta rồi sẽ đến lúc phải lập gia đình, phải xây dựng một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn. Vậy Sơn đã tính đến bao giờ thì sẽ lập gia đình chưa? Mình chưa tính đến vì mình vẫn còn trẻ, vẫn phải chơi cho đáng tuổi trẻ của mình để sau mà có lập gia đình thì mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Mình cũng nghĩ vậy, vì khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, từ gia đình nhỏ là vợ và con và gia đình lớn là bố mẹ, nên mình nghĩ sẽ cần dành thời gian cho gia đình mình hơn. Đúng vậy, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về câu chuyện lập gia đình tuổi 24 do một bạn thính giả gửi thư về cho chương trình để hiểu hơn về thử thách khi chúng ta lập gia đình. Tôi 26 tuổi. Và cách đây 2 năm lúc đó tôi 24 tuổi. Khi đó tôi vừa mới lập gia đình. Thực sự lúc đó tôi chưa có ý định kết hôn. Nhưng do hoàn cảnh, bác sĩ bỏ cưới nên chúng tôi lập gia đình từ khá sớm. Và khi lập gia đình được khoảng chừng 6 tháng thì những khó khăn bắt đầu ập đến với tôi và vợ tôi. Gần như mọi thứ rơi vào bế tắc. Tôi không tìm được cách nào để kiếm được ra tiền. Với trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình, bằng mọi cách tôi phải là người lo cho vợ tôi. Vì vợ tôi lúc đó đang mang bầu nên cũng ở nhà nghỉ ngơi. Đó là cảm giác mà tôi cảm thấy bất lực, xấu hổ nhất trong cuộc đời của tôi. Khoảng nửa năm trời tôi không thể kiếm được ra tiền. Có tháng kiếm được ít, nhưng cái số tiền bỏ ra để kinh doanh không hồi lại được. Cửa hàng bị lỗ quá nhiều, tiền cứ thế hết dần. Kể cả số tiền tôi tiết kiệm được từ trước đến nay cũng vơi dần, và đến khi nó không còn một đồng nào nữa. Tết năm đó, cả gia tài vợ chồng tôi chỉ còn lại một chiếc xe và vài chiếc nhẫn vàng từ lúc đám cưới. Lúc đó tôi cũng chỉ biết an ủi vợ là chịu khó, tạm thời cứ chọn lấy ít vàng xấu đem đi bán để lấy tiền về quê ăn Tết đã. Qua Tết bán xe đi anh làm lại từ đầu, cái gì bán đi rồi cũng sẽ mua được thôi mà, vợ yên tâm. Vợ chồng tôi về quê ăn Tết với hơn 20 triệu tiền bán vàng cưới. Sau Tết tôi cũng bán luôn chiếc xe ô tô của mình mà tôi dự định sẽ che mưa che nắng cho vợ sau sinh. Cầm 700 triệu trên tay đi về nhà, cảm giác lúc đó như mất đi một người thân vậy. Nhưng thực sự lúc đó không còn một cách nào khác. 3 tháng tiếp theo đó tôi vẫn không thể kiếm được tiền. Tôi làm cái gì cũng hỏng, đầu tư cái gì cũng chết. Và qua một thời gian tôi tìm hiểu được cách kinh doanh mô hình bên nước ngoài, tôi mới suy nghĩ là tại sao mình không thể bê mô hình này về Việt Nam. Với mô hình này mình có thể làm tốt hơn mà. Thế là tôi quyết định mở cửa hàng lẩu tự chọn, và được khá nhiều người ủng hộ, được nhiều các bạn trẻ đón nhận. Lượng khách ủng hộ đông đông dần, tôi bắt đầu mở cơ sở tiếp theo, cứ lao theo mà không quan tâm đến lời lỗ. Cũng may là được nhiều người giúp đỡ nên tôi mới vực dậy được sau một khoảng thời gian mà áp lực với trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Và đến bây giờ khi tôi nhìn lại 2 năm vừa qua, tôi mới thấy là công việc nó sẽ tự đến, nó sẽ tự định hình cuộc sống của mình từ lúc nào mà tôi cũng không biết nữa. Nhưng sau khi trải qua một thời gian khó khăn thì tôi mới nhận ra được nhiều điều. Khi lập gia đình thì tốt nhất cả hai chúng ta phải thực sự sẵn sàng và chuẩn bị tâm lý tốt để đối diện với những thử thách mới. Vì nếu chúng ta chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân gia đình thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vợ mang bầu, xong có con, tiền bỉm sữa cho con và rất nhiều khoản chi tiêu khác. Vậy nên khi chúng ta còn trẻ, chúng ta nên cố gắng đi làm công việc ổn định rồi mới lập gia đình nha. Còn ai rơi vào trường hợp giống như tôi thì cũng đừng nản lòng, mà hãy cố gắng để vượt qua khó khăn rồi thành công sẽ đến với bạn. Chia sẻ của bạn khán thính giả này thật sự rất bổ ích, vì khi lập gia đình chắc chắn chúng ta sẽ có những khó khăn mà chúng ta không thể lường trước được. Và chúng ta cũng phải dành cho bạn thính giả một lời khen với tinh thần không bỏ cuộc. Đúng là như vậy, cá nhân mình cũng thấy chia sẻ của bạn thính giả này sẽ giúp nhiều bạn trẻ, trong đó có cả mình, sẽ có thêm nhiều kiến thức và hành trang trước khi lập gia đình, để không phải loay hoay khi gia đình có nhưng công việc thì chưa. Và Radio 23 Độ Nghiêng xin chân thành cảm ơn các bạn khán thính giả đã cùng chúng mình thư giãn, lắng nghe những chia sẻ tuy bình dị nhưng lại tràn ngập tình yêu thương và sự tích cực trong số radio ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện đã truyền cho những bạn trẻ, những người trưởng thành đang nỗ lực trong những bộn bề công việc, cuộc sống một niềm vui và động lực để cố gắng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!